Cô gái này có thể được coi là phiên bản hiện đại của Cinderella. Khi còn nhỏ, cô sống cùng cha và mẹ kế trong cảnh nương tựa người khác, chưa từng có một bữa no. Mẹ kế yêu cha cô tha thiết nhưng luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với cô. Sau khi cha qua đời, cô bé Zezim không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mở một con đường cho mình. Trong những giây phút cuối cùng, cha đã thì thầm với Zezim rằng trong ngăn kéo tủ của ông có một thứ gì đó. Khi Zezim mở ngăn kéo ra, cô tìm thấy một bức thư chưa từng được mở của cha. Trong thư, cha cô đã viết rằng ông mong cô tham gia câu lạc bộ Thiên Đường Chân Nam. Bởi thế giới này quá khó để tự mình vượt qua, cô nên tìm một người đàn ông giàu có để sớm đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Đọc những lời điên rồ đó, Zezim đã ném bức thư xuống đất. Nhưng mặt sau của tờ giấy là thông báo tuyển dụng nhân viên mới của câu lạc bộ. Đại diện của câu lạc bộ là Chamin, một công tử của gia tộc giàu có, với vẻ ngoài điển trai và phong cách hoàng tử. Tuy nhiên, anh ta lại không có chút năng khiếu kinh doanh nào. Tháng này, câu lạc bộ lỗ dòng 200% doanh thu, nhưng anh ta không hề cảm thấy khủng hoảng, thậm chí còn tự ý tăng lương cho nhân viên thêm 10%. Chamin sống theo một triết lý, trong đời, điều duy nhất chúng ta nên nhớ là hãy theo đuổi niềm vui của mình. Hôm ấy, câu lạc bộ tổ chức một đám cưới. Zezim nghe nói bạn bè có cách để vào bên trong, nên cũng theo đến đó để hòa vào không khí. Đám cưới đang diễn ra suôn sẻ thì bất ngờ, bạn trai cũ của cô dâu xuất hiện quậy phá. Chamin phát hiện ra và đã ra tay, chỉ với một động tác quật ngã cực kỳ gọn gàng và một chiếc ô, anh đã dễ dàng hạ gục đối phương. Ai ngờ được rằng Chamin, dù vô cùng điển trai, lại hoàn toàn không hứng thú với phụ nữ, coi họ như đá tảng. Trong khi đó, Zezim từng mơ ước mình cũng sẽ được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng dưới sự dẫn dắt của cha trước khi ra đi bước vào hạnh phúc. Nhưng ước mơ ấy dường như quá xa vời, khi mà việc tồn tại từng ngày của cô đã là một thách thức. Đám cưới kết thúc, Zezim bước ra ngoài thì một chiếc khăn lụa hơ mệt bay tới. Mới đây thôi, Chamin ngồi trên ghế, dùng chiếc khăn để lau chiếc ô của mình. Một cơn gió bất chợt thổi qua, thổi chiếc khăn lên mặt Zezim. Chamin quay lưng bỏ đi, còn Zezim thì tự hào, nghĩ rằng mình bắt đầu may mắn. Những ngày tháng sống của Zezim không hề dễ dàng. Khi cha và mẹ kế còn sống với nhau, họ đã vay nhiều nợ nần để duy trì cuộc sống và còn thế chấp ngôi nhà để giúp đỡ họ hàng của mẹ kế vượt qua khó khăn. Cuối cùng, mọi khoản nợ ấy đều đổ lên đầu Zezim. Đáng buồn hơn, mẹ kế cô mang thai đứa con còn lại của cha và giờ đây ngôi nhà đã bị thu hồi, Zezim và gia đình mẹ kế buộc phải dọn đi chỗ khác. Zezim tìm thấy cuốn album vẽ cũ, bỗng nhớ lại những ngày còn học vẽ. Vì mong muốn đủ tiền đi học thêm, Zezim đã chăm chỉ làm thêm, tiết kiệm từng đồng. Mọi người ăn cơm hộp thơm phức vào buổi trưa, còn cô chỉ có gói cơm khô cứng để gặm nhấm. Mặc dù đã cố gắng như vậy, Zezim vẫn không thể trả nổi học phí đắt đỏ của lớp học thêm. Gia đình cô phải chuyển đến một căn hộ rẻ tiền để tạm trú. Mẹ kế mang bầu và phải dạy nhảy để kiếm sống, cuối cùng kiệt sức ngã gục. Khi nghe tin, Zezim vội vàng đến bệnh viện. Nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của mẹ kế, cô quyết định gánh vác trọng trách gia đình. Bước đầu tiên là gia nhập câu lạc bộ Thiên Đường Chân Đam để điều chỉnh hình thể, loại bỏ phần mỡ thừa. Zezim đến công viên và theo các bác tập luyện cùng nhiệt hàng ngày. Sau đó, cô tiếp tục nhịn ăn để giảm cân. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Zezim trang điểm thật hoàn hảo, ăn mặc thật gọn gàng và đi đôi giày cao gót hiệu của chị gái. Khi Zezim đến câu lạc bộ và bước lên cầu thang, một bước chân không cẩn thận đã làm cô văng mất một chiếc giày. Chamin, tay cầm chiếc giày, tiến lại gần cô. Zezim nhìn chàng trai trước mắt, phong độ và đầy khí chất, thầm nghĩ, ba, cuối cùng ba cũng bắt đầu giúp con rồi ạ. Gần đây, Zezim mơ thấy cha mình. Trong giấc mơ, cha đã đá đến cho cô một quả bí ngô và chỉ trong phút chốc, Zezim bị dây bí ngô trói chặt. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, Zezim tìm hiểu ý nghĩa của giấc mơ thấy bí ngô và biết rằng nó dự báo sẽ có của cải rơi từ trời xuống. Zezim đang ngập tràn trong hạnh phúc, tưởng rằng Chamin sắp tỏ tình với mình, nhưng lại nghe anh ta nói định kiện cô về tội giết người không thành. Hóa ra, chiếc giày của Zezim vừa bay ra đã trúng đầu Chamin, khiến anh đau đầu dữ dội. Chamin tới tìm Zezim để tính sổ, tin rằng cô cố ý làm vậy với mình. Zezim giải thích rằng đó chỉ là tai nạn, nhưng Chamin không chấp nhận lời giải thích đó. Zezim bực mình, quyết định tự mình minh chứng thế nào là cố ý. Cô đẩy Chamin một cái nhưng lại vội vàng đỡ lấy eo anh để ngăn anh ngã xuống cầu thang. Chamin hoảng sợ đến mức không thể nói nên lời và Zezim thắng thế hoàn toàn. Sau đó cô điều chỉnh lại tâm trạng để đi phỏng vấn. Nhưng ngay giây phút tiếp theo, nụ cười của Zezim cứng đờ trên mặt bởi Chamin chính là người phỏng vấn cô. Quả thật là ghét của nào trời trao của ấy. Chamin, với tư cách là cấp trên thể hiện thái độ rất kiêu ngạo. Zezim không thể chịu đựng được sự nhục nhã này. Cô tức giận nguyền rủa anh ta, mong anh bị sét đánh xuyên từ đầu đến. Nói xong, cô bỏ đi không ngoái đầu lại. Chamin vừa bị mắng, đi trên đường nghe thấy tiếng sấm, cũng liên tưởng đến lời nguyền của Zezim và vội mở ô rồi nhanh chóng lẩn vào trong nhà. Từ giây phút này, Chamin bắt đầu thường xuyên nghĩ về Zezim. Bạn bè của anh phân tích rằng có lẽ Chamin đã bị Zezim bắt mất tim. Chamin cảm thấy điều đó thật buồn cười, nhưng ngay sau đó, anh lại thấy Zezim trong một chiếc váy đen quyến rũ tiến về phía mình. Chamin lập tức tự nhủ rằng phụ nữ chỉ là hòn đá và anh bắt đầu tập thể dục điên cuồng để xua đuổi những ý nghĩ không lành mạnh ra khỏi đầu. Thế nhưng Zezim lại xuất hiện trước mặt anh. Chamin quyết định đi ngủ để quên đi mọi thứ, nhưng không ngờ Zezim lại xuất hiện ngay trong chân của mình. Tại thời điểm đó, Chamin cảm thấy mình thực sự đã điên. Anh suy nghĩ mãi rồi quyết định gọi điện cho Zezim, thông báo rằng cô đã được nhận vào làm. Zezim không hiểu Chamin đang có ý định gì, nhưng vì mức lương khá hấp dẫn, cô quyết định chấp nhận công việc.
Khi cha Min nghĩ về việc sắp gặp Jaejin để làm cho cô ghét mình, anh đã chọn những thứ mà con gái thường ghét nhất, chuỗi vàng to bản và quần da bó sát. Thử qua thử lại, cuối cùng anh chọn một bộ jumpsuit và đeo thêm một chiếc thắt lưng. Khi Jaejin nhìn thấy chiếc thắt lưng, cô không nhịn được mà chê bai, đây là dây đeo trinh tiết à? Nếu đeo cái này thì chẳng có phụ nữ nào lại gần được. Nghe xong, Cha Min vội vàng cởi bỏ thắt lưng và dẫn Jaejin ra trước mặt các nhân viên khác. Trước khi bắt đầu công việc chính thức, mọi người ngồi lại chơi một trò chơi nhỏ, mỗi người phải nói về ước mơ của mình. Ước mơ của Cha Min là sống mãi không già. Jaejin không suy nghĩ nhiều và buột miệng nói Cinderella. Cha Min lập tức thay đổi sắc mặt, nhận ra Jaejin cũng chỉ là một cô gái ham vinh hoa phú quý. Cha Min, người luôn tìm kiếm cuộc sống thú vị, quyết định cho Jaejin một cơ hội cuối cùng. Họ quyết định sử dụng một cuộc đặt cược để quyết định liệu Jaejin có thể tiếp tục công việc hay không. Jaejin đồng ý một cách hào hứng và dẫn Cha Min đến công viên bên sông. Ban đầu, Jaejin dự định thi uống rượu với Cha Min, nhưng cô không thể mở nắp chai. Cha Min chế nhạo cô vì không đủ sức mạnh, khiến Jaejin tức giận và quyết định thay đổi thành thi đấu tay đôi. Jaejin đã dùng hết sức lực, trong khi Cha Min tỏ ra rất nhẹ nhàng. Đúng vào lúc này, Jaejin nhận thấy một ngón tay của Cha Min có móng tay bị nứt. Cô lo lắng rằng mình đã dùng sức quá mạnh, khiến anh bị thương. Cha Min thẳng thắn nói rằng đó là vết thương từ thời thơ ấu. Thấy Jaejin đau lòng cho ngón tay của mình, trái tim Cha Min có chút xao động. Khi thi đấu vật tay không thành, Jaejin mở nắp chai và uống ừng ực như muốn nuốt trọn cả thế giới vào bụng. Chỉ trong chốc lát, một chai rượu đã không còn một giọt. Cha Min chấp nhận thử thách, nhưng mới uống một ngụm đã phun ra ngay, kết quả rõ ràng là Jaejin đã thắng. Cha Min chấp nhận thua cuộc và ký kết hợp đồng nhân viên chính thức với Jaejin. Nói về ước mơ trở thành Cinderella, Jaejin thừa nhận rằng kết hôn và được người yêu thương chăm sóc là mục tiêu sống của mình. Cha Min không bao giờ tin vào tình yêu, anh chỉ cần có tiền tiêu và sống một cuộc sống thú vị là đủ. Hôm nay là lần đầu tiên Cha Min ngồi uống rượu và tâm sự bên bờ sông với người khác. Cách giải trí gần gũi này mang lại cho anh một trải nghiệm sống khác biệt. So với Cha Min, suy nghĩ của Jaejin đơn giản hơn nhiều. Bây giờ, cô đã uống quá chén, cảm thấy bàng quang căng tức, chỉ muốn tìm chỗ vệ sinh ngay lập tức. Thấy Jaejin đang rất vội, Cha Min quyết định bế cô theo kiểu công chúa và đưa thẳng đến cửa nhà vệ sinh. Anh nói, giờ thì tùy cô, sau khi Jaejin xong việc, Cha Min vẫn đợi bên ngoài. Jaejin nhớ lại cảm giác được Cha Min ôm vào lòng, cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa xúc động. Khi Jaejin đang dần thay đổi suy nghĩ về Cha Min và muốn có mối quan hệ tốt đẹp hơn với anh, thì một cô gái giàu có tên Dan A tiến đến và gọi Cha Min đó là hôn phu của cô ấy. Xem người đàn ông thành đạt, ưu tú này, anh ta lập tức cởi bỏ áo khoác vest ngay tại chỗ, xắn tay áo sơ mi lên và từ cặp tài liệu lấy ra hộp kim chỉ. Anh bắt đầu xỏ kim và chỉ, và ngay giữa đám đông, khâu lại chiếc nút áo bị rơi. Cách đây không lâu, cô gái nghèo Jaejin muốn thay đổi số phận mình bằng cách đi làm tại câu lạc bộ Thiên Đường Trương Đam. Cô đã uống rượu với đại diện của câu lạc bộ, Cha Min, và cạn nguyên một chai rượu lớn. Trong lúc đó, Jaejin gặp phải tình huống khẩn cấp, Cha Min thấy vậy, liền bế cô bằng kiểu công chúa đưa đến cửa phòng vệ sinh. Đúng lúc Jaejin đang cảm động, một tiểu thư giàu có tên Dan A xuất hiện và gọi Cha Min là hôn phu của mình. Jaejin linh cảm không nên ở lại lâu, vội vàng cáo từ. Cha Min không quan tâm đến những cô gái xung quanh, mắt chỉ dõi theo bóng dáng Jaejin khuất xa. Trong khoảnh khắc, cơn giận của tiểu thư Dan A bùng phát. Mặc dù hai người chỉ có mối quan hệ đính hôn chiến lược, nhưng Cha Min vẫn phải thực hiện trách nhiệm của một hôn phu. Lần sau nếu cô dám không nghe điện thoại của tôi sẽ lấy hạt bơ ra và chọc thẳng vào trán cô bằng một cái dĩa. Khi nghĩ đến việc Cha Min, người thuộc phe không kết hôn, lại đã đính hôn, hình ảnh được Cha Min bế công chúa lại hiện lên trong đầu Jaejin. Jaejin nhớ lại những mối cơ săn chắc của Cha Min, lòng không khỏi xao xuyến. Giống như cô, Cha Min nằm trên giường không thể ngủ được vì người nóng gian, anh liền trườn xuống đất và bắt đầu tập thể dục. Anh cũng nhớ lại hình ảnh Jaejin trong vòng tay mình và chỉ nghĩ đến đó, mặt anh đã đỏ bừng, xấu hổ đến cực điểm. Ngày hôm sau, Cha Min đến câu lạc bộ và ngay khi thấy Jaejin, anh cười tươi chạy đến, gọi cô là cô nàng tè dầm, nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Cha Min cảnh báo Jaejin, dù không có đối tượng đính hôn, cũng đừng nghĩ đến chuyện tán tỉnh anh. Jaejin cười mỉa mai, nói rằng những người như Cha Min, tự xưng không thích phụ nữ nhưng lại có hôn thê, cô phải tránh xa. Cô có thể làm việc ở đây, đó là vì tôi, người đại diện này là một người điên, Cha Min nói. Jaejin nhận ra mình có lẽ đã nói quá, cô cung kính cúi đầu cảm ơn Cha Min và quyết tâm giữ công việc của mình. Sau khi chính thức nhận việc, Jaejin đi tham quan câu lạc bộ cao cấp này, nơi chỉ dành cho người giàu có, cùng với các đồng nghiệp. Tại quầy bar của câu lạc bộ, những thanh niên ưu tú đủ mọi hình dáng tề tựu. Mỗi khi Cha Min xuất hiện, các cô gái sẽ không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình, nhưng Cha Min, người coi phụ nữ như đá, sẽ luôn mang theo chiếc ô đen không rời tay để chắn những trái tim bay về phía mình. Giữ khoảng cách với phụ nữ, sau khi tham quan xong, Cha Min tiến lại gần và lấy lý do Jaejin cần được đào tạo để dẫn cô đi, yêu cầu cô giặt tay một thùng lớn quần áo trắng. Ngoài ra, Cha Min cũng như một mẹ kế độc ác trong câu chuyện Lọ Lem, liên tục tìm việc vặt cho Jaejin làm. Jaejin vừa mới vất vả giặt xong quần áo, lên sân thượng phơi, thấy không có ai xung quanh, cô lấy ra tai nghe, vừa nghe nhạc vừa làm việc. Cha Min thấy Jaejin không ngừng đung đưa, tò mò không biết cô đang nghe gì, liền tự ý lấy một bên tai nghe của cô nghe thử. Ai ngờ, đúng lúc đoạn nhạc kết thúc, từ tai nghe truyền ra tiểu thuyết âm thanh do bạn thân của Jaejin thu âm, các từ ngữ cấm kỵ và tiếng rên rỉ vang lên. Jaejin định giật lại tai nghe nhưng vô tình đẩy ngã Cha Min. Cô gái đè lên người anh, một chiếc khăn ren trắng treo trên đầu, đẹp như một cô dâu sắp bước vào lễ đường.
Cha Min bị cảnh tượng đó làm cho mê mẩn, mất một lúc lâu mới tỉnh lại, vội vàng đứng dậy quay lưng lại với Jaejin, che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Nụ cười, ánh mắt của Jaejin đều có thể làm Cha Min mê đắm, nhưng anh chưa nhận ra rằng mình đã động lòng với cô. Dan A đã quan sát và nhạy bén nhận ra Cha Min có cảm xúc khác thường đối với Jaejin. Với cô ấy, anh đặc biệt thích trêu chọc, y như kiểu tình đầu thời tiểu học vậy, Dan A nói. Cha Min quyết liệt phủ nhận, khẳng định mình hoàn toàn không quan tâm đến Jaejin vào lúc này. Sau một ngày bận rộn, Jaejin lúc tan sở đi đến nỗi phải cúi người. Cha Min lái xe ngang qua và còn chế nhạo cô một câu. Jaejin tức giận, chỉ muốn mau chóng tìm một người giàu có để kết hôn. Sáng nay, khi đang giặt quần áo trắng, Dan A đến bên Jaejin và nghe nói rằng giấc mơ của cô là lấy được một người đàn ông tốt. Liền gợi ý Jaejin đến chùa cầu nguyện với hy vọng chỉ cần chi 1 triệu won, những người đã đến đều nói rằng rất linh nghiệm. Jaejin đến chùa, trình bày nguyện vọng của mình với người phụ nữ tại đó. Người đó bảo Jaejin mang theo một mảnh giấy ghi nguyện vọng, cứ rảnh là lấy ra xem, khắc sâu vào lòng, nguyện vọng sẽ thành sự thật. Cùng lúc đó, Cha Min đang nghe tiểu thuyết âm thanh do bạn thân của Jaejin thu âm, nhớ lại lời Dan A chỉ ra rằng anh đã thích Jaejin. Cha Min liên tục phủ nhận, cứ khẳng định rằng anh không thể nào thích Jaejin, một người không hề có sức hút. Dù vậy, hình ảnh Jaejin đè lên người mình và gương mặt quyến rũ của cô bất ngờ hiện lên trong đầu anh, khiến anh bật cười phun ra ly rượu vừa uống. Một đêm trôi qua, Cha Min quyết định thăng chức cho Jaejin thành nhân viên chính thức, dù sao cũng chẳng sao, cô ấy không thể lấy được người giàu như mong muốn. Jaejin tức giận, tiến lại gần Cha Min chuẩn bị cãi nhau. Một cơn gió thổi qua, Cha Min ngửi thấy mùi thơm từ người Jaejin, tim đập thình thịch, hoảng sợ lùi vài bước và yêu cầu cô đừng lại gần, anh không thích mùi lạ này. Jaejin hoàn toàn bối rối, suy nghĩ mãi có thể do mùi nghèo khó của mình, cô chú ý đến lọ tinh dầu trong nhà vệ sinh và thoa một chút lên người. Quay lại sảnh, Jaejin lấy ra tờ giấy ước nguyện, cứ rảnh rỗi là thành tâm cầu nguyện. Vào lúc ấy, cánh cửa lớn mở ra và một người đàn ông bước vào, làm bay tờ giấy ước nguyện của Jaejin. Jaejin vội vàng đứng dậy để đuổi theo và tờ giấy vô tình rơi lên người đàn ông đó. Jaejin đặt tay lên cơ bụng của anh ta và ngước nhìn, người đàn ông trước mặt cao lớn, đẹp trai, y hệt như người trong mộng của cô. Trong khi đó, Cha Min đứng một bên, nhìn cảnh tượng này và cảm thấy trong lòng chua xót. Người đàn ông nhẹ nhàng gỡ tờ giấy xuống và liếc qua, dòng đầu tiên viết muốn có một người đàn ông cao lớn. Jaejin vội vàng giật lại tờ giấy và vô tình làm tuột nút áo của anh ta. Người đàn ông không hề để ý, còn đùa rằng muốn đọc hết nội dung tờ giấy. Nụ cười quyến rũ và sự lịch thiệp của anh ta đã nhanh chóng chinh phục trái tim của Jaejin. Không chỉ có khuôn mặt điển trai, người đàn ông này còn cởi áo khoác, xắn tay áo lên, lấy ra bộ kim chỉ mang theo và tự tay khâu lại nút áo. Chứng kiến cảnh này, Jaejin bất chợt cảm thấy người đàn ông này chính là soái ca hoàn hảo do Chúa ban tặng cho mình. Để có cơ hội tiếp đón người đàn ông này, Jaejin kéo đồng nghiệp sang một bên, nài nỉ và thuyết phục. Cha Min tiến thẳng đến trước mặt người đàn ông, ánh mắt của hai người chạm nhau, như thể phóng ra tia lửa. Cha Min ban đầu không muốn để Jaejin làm người tiếp đón, nhưng người đàn ông liên tục khăng khăng. Jaejin từ đó sinh ra một ảo giác rằng có thể người này cũng xem cô như người bạn đời do số mệnh định sẵn, hai người bắt đầu trò chuyện. Jaejin biết được rằng người đàn ông này mới 30 tuổi, là một nhà làm phim nổi tiếng vừa giành giải thưởng tại liên hoan phim. Đạo diễn Baek Ho-dong thích không khí ở đây và muốn xin làm thành viên, nhưng câu lạc bộ này có yêu cầu rất cao, chỉ nhận thành viên qua giấy mời VIP. Để giữ chân đạo diễn Baek Ho-dong, Jaejin đã trực tiếp bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với ông và năn nỉ Cha Min chấp nhận ngoại lệ cấp tư cách thành viên cho đạo diễn. Nếu không, cô sẽ khóc lóc không ngừng bên cạnh Cha Min vì mất đi người đàn ông tốt. Cha Min cuối cùng không chịu nổi và đồng ý. Jaejin vui vẻ hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên cho đạo diễn Baek Ho-dong và đang suy nghĩ cách để tiếp cận gần hơn với ông ấy. Khi đến cửa, Cha Min cố tình đi theo, nhớ ra mình cần giữ khoảng cách với Jaejin, liền đẩy cô một cái khiến Jaejin suýt ngã, nhưng được đạo diễn kịp thời đỡ lấy. Đây chính là sự tiếp xúc thể xác mà cô mong muốn. Đạo diễn Baek Ho-dong khen ngợi mùi hương trên người Jaejin dễ chịu, làm Jaejin rất phấn khích, nhận lấy cây kẹo đũa mà ông tặng và không rời mắt. Hai người hẹn gặp nhau tại bữa tiệc chào đón sau đó. Cha Min không đồng ý cho Jaejin tham dự và yêu cầu cô chỉnh trang lại. Jaejin cắn chiếc dây chun, dùng tay chải lại mái tóc, trong khi Cha Min nhìn cô, khóe miệng bất giác nâng lên. Để ngăn cản cuộc gặp mặt giữa Jaejin và đạo diễn Baek Ho-dong, Cha Min đưa ra một yêu cầu khắt khe. Jaejin cần tổ chức một cuộc triển lãm tranh với chủ đề những cuộc gặp gỡ sai lầm và phải trang trí đầy áp bức tranh mới được tham dự bữa tiệc. Cha Min không muốn làm khó Jaejin quá, nên đã chủ động đưa cho cô danh thiếp của một họa sĩ và thúc giục cô hoàn thành nhiệm vụ sớm. Không còn cách nào khác, Jaejin phải gọi mọi người lại và mời họa sĩ đến bàn bạc. Cha Min từ xa nhìn thấy Jaejin và mọi người nói chuyện sôi nổi, cảm thấy rất khó chịu. Anh ấy với tâm trạng không tốt quay lại nơi quen thuộc để xả xì chết. Một ngôi nhà cũ đã lâu không có người ở, một bức ảnh trên bàn khiến anh suy nghĩ miên man, người trong ảnh rất giống Jaejin. Cha Min đột nhiên nhận ra tại sao mình vừa thích vừa ghét Jaejin. Ngày hôm sau, Jaejin đứng trên giá đỡ để thay bóng đèn, nhưng đạo diễn Baek Ho-dong lo lắng cho cô có nguy hiểm nên đã trực tiếp ôm cô xuống. Jaejin chưa kịp vui mừng được 2 giây thì đã nhận được tin nhắn từ họa sĩ, người này nói rằng không thể hoàn thành nhiều bức tranh như vậy và buộc phải bỏ cuộc giữa chừng. Jaejin không chịu từ bỏ, quyết tâm tìm họa sĩ để đòi một lời giải thích. Cô cởi giày cao gót, biến thành động cơ điện nhỏ, đuổi theo họa sĩ không tha. Khi bị Jaejin bắt gặp, họa sĩ thú nhận rằng không muốn vì lợi ích nhỏ mà phải cúi đầu, chỉ mong muốn tự do sáng tạo. Jaejin bất đắc dĩ, đành tự mình cầm cỏ vẽ. May mắn thay, những kỹ năng nghệ thuật của cô vẫn còn nguyên vẹn,
và Jejim đã vẽ ra những bức tranh khiến bản thân hài lòng. Về phần Jamin, người suốt ngày lo lắng cho Jejim lại không kiểm soát được mà mơ màng về cô. Đối mặt với cô gái khiến trái tim mình không ngừng xao động, Jamin đứng dậy và đè cô xuống. Thẳng thừng nói rằng anh không thích giấc mơ của Jejim muốn tìm một người chồng giàu có và càng ghét thấy cô ở bên đạo diễn Baek Ho-dong. Trong ảo giác, Jejim đã kéo rách áo của Jamin, muốn cởi mở và chân thành với anh. Sáng sớm hôm sau, Jamin thức dậy từ trong mộng, phát hiện ra áo mình bị cởi ra và với sự xấu hổ, anh lăn vào chăn, một lúc không phân biệt được cảnh tượng tối hôm qua là mơ hay thực. Trở lại câu lạc bộ, thấy cuộc triển lãm chuẩn bị diễn ra suôn sẻ, Jamin khuyên Jejim nên duy trì tình trạng này và nhanh chóng hoàn thành mục tiêu để rời khỏi đây. Nếu cô còn ở đây, tôi không chắc mình có thể kiềm chế. Jejim nghe theo lời khuyên của Jamin, trong ngày tiệc tùng, cô thay một bộ đồ đẹp rực rỡ xuất hiện. Trong đám đông, sự chú ý của Jamin chỉ dồn vào cô gái đáng yêu trước mắt, nhưng đáng tiếc trong mắt cô ấy chỉ có đạo diễn Baek Ho-dong. Jamin nhìn Jejim tiến về phía đạo diễn Baek Ho-dong, cảm thấy ghen tị, liền uống cạn ly rượu trong tay. Tại bữa tiệc, có vài nữ hội viên nhìn chằm chằm vào Jejim, nghe nói cô đã rất tích cực đề nghị cho đạo diễn Baek Ho-dong gia nhập câu lạc bộ. Họ chế nhạo cô có ý đồ không trong sáng, mơ ước được bay lên nhánh cây cao. Jejim nuốt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu đi lấy đồ uống. Nữ hội viên không thích sô cô la bạc hà mà Jejim mang lại, khinh thường đổ đồ uống ra. Jejim bị đẩy và suýt ngã, bản năng đã kéo theo nữ hội viên cùng ngã xuống, cả hai người dính đầy đồ uống. Đạo diễn Baek Ho-dong đưa khăn cho nữ hội viên và giúp cô ấy đứng dậy, hy vọng cô ấy không tính toán với Jejim. Jejim chịu đựng sự chế nhạo, trong khi đạo diễn Baek Ho-dong không lên tiếng bảo vệ cô, mà chỉ coi cô như nhân viên câu lạc bộ mắc lỗi. Jejim cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, nhận ra rằng người đàn ông này không phải là soái ca mà cô mong đợi. Tiếp đó, khi đạo diễn Baek Ho-dong đưa tay ra về phía Jejim, Jamin bước đến và đập tay anh ta xuống. Cúi xuống trước mặt Jejim và tỏ thái độ bá đạo, nói rằng món sô-cô-la bạc hà vừa bị đổ đó là thứ anh yêu thích nhất. Sau khi nói xong, Jamin đưa tay giúp Jejim đứng dậy. Hôn thê của anh, Dan A, chứng kiến cảnh này, tức giận đến tát Jamin một cái. Tại bữa tiệc, Jejim vô tình làm đổ đồ uống, làm bẩn quần áo của người khác. Jamin tình cờ đi ngang qua, thấy cô bị mọi người chế giễu, liền tiến thẳng đến trước mặt cô, lên tiếng bênh vực, đưa tay kéo cô đứng dậy. Vị hôn thê của anh, Dan A, chứng kiến cảnh tượng đó, liền cho Jamin một cái tát trước mặt mọi người. Jamin vẫn thản nhiên, cởi áo khoác của mình choàng lên người Jejim, đưa cô rời khỏi nơi thị phi. Nhớ lại cảnh Jejim bị bắt nạt, Jamin vô cùng tức giận. Jejim chứng kiến anh bị đánh vì mình, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng Jamin là người đã có hôn ước. Jejim cần phải quan tâm đến cảm xúc của Jan A, nói đến vị hôn thê, Jamin lộ rõ vẻ buồn bã. Anh và Jan A không hề có tình cảm, chỉ là bị ràng buộc bởi lợi ích. Lúc này, anh chỉ quan tâm đến việc Jejim có sao không. Là người miệng lưỡi độc địa, hôm nay Jamin lần đầu tiên khen Jejim mặc bộ đồ này đẹp. Sau khi dỗ dành Jejim, Jamin đi tìm Jan A, yêu cầu cô đừng gây chuyện với Jejim nữa. Thậm chí còn mắng cô ấy, cô không phải là chó chihuahua, chẳng lẽ cứ không vừa ý là cắn lung tung sao? Hành động anh hùng cứu mỹ nhân của Jamin không chỉ khiến Jan A tức giận mà còn cướp mất hào quang của đạo diễn Baek. Đạo diễn Baek rất coi trọng địa vị xã hội, cho rằng những người có địa vị như họ không nên giao du với người thấp kém như Jejim. Jamin từng bước tiến lại gần đạo diễn Baek, thực hiện một cú dồn tường với ông ta. So với đạo diễn Baek có quan niệm giai cấp ăn sâu vào máu, Jamin khinh thường làm bạn với anh ta. Về phía Jejim, sau khi đã lấy lại tinh thần, cô cung kính đến xin lỗi nữ hội viên lúc nãy. Nữ hội viên thừa nhận mình đã đẩy Jejim ngã, cho dù Jejim không có lỗi gì, cũng phải khúm núm xin lỗi mình. Đó chính là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Bị đối phương chọc trúng chỗ đau, Jejim lặng lẽ bước sang một bên, cố kìm nén nước mắt. Đối với một người nghèo như cô, tiền lương đã bao gồm cả khoản bị người khác khinh thường, để kiếm tiền, cô phải nhẫn nhịn. Jejim âm thầm chấp nhận số phận bất công, xã hội này luôn dạy cô đừng bao giờ mơ tưởng vượt qua giai cấp, hãy an phận làm người nghèo. Jamin xót xa nhìn Jejim đau lòng, bảo cô nhắm mắt lại. Jejim ngoan ngoãn làm theo, chủ động vòng tay qua cổ Jamin. Hai người trao nhau nụ hôn say đắm trước sự chứng kiến của mọi người. Nụ hôn này khiến Jamin khẳng định tình cảm của mình dành cho Jejim. Anh muốn giúp Jejim thực hiện ước mơ tìm được tình yêu đích thực. Mục đích của nụ hôn giữa Jamin và Jejim là muốn mọi người thấy một người nhỏ bé như Jejim lại có thể chiếm được trái tim của một chàng công tử nhà giàu. Như vậy, chắc chắn sẽ có không ít công tử tò mò và theo đuổi Jejim mãnh liệt. Jejim có thể chọn một người trong số đó, thuận lợi gả vào hào môn. Nhưng Jejim không nghĩ như vậy, nụ hôn vừa rồi đã khơi dậy những rung động trong lòng cô. Trên đường về nhà, cô không ngừng cười ngây ngô vì hạnh phúc. Lâu lắm rồi cô mới không kìm nén được cảm xúc xao xuyến như vậy. Tài xế tưởng Jejim gặp chuyện gì phiền phức nên mới cười ngốc nghếch như vậy. Anh ta từng lái xe taxi hạng sang, nếu cần trả thù, cô cứ việc tìm đến anh ta. Còn Jamin không muốn thừa nhận mình đã động lòng với Jejim, cố gắng tự tẩy não, mình là một người coi phụ nữ như tượng đá, sức chịu đựng rất cao. Dù Jamin có cố gắng thế nào cũng không thể xua đuổi hình bóng Jejim ra khỏi tâm trí. Mỗi lần quay đầu lại, anh lại tưởng tượng ra cảnh Jejim bĩu môi, chờ đợi được hôn mình. Giây phút này, Jamin cũng không chắc chắn liệu mình có thực sự có thể đưa Jejim vào vòng tay người đàn ông khác hay không. Mà lý do Jamin muốn giúp Jejim thực hiện ước nguyện là vì cô gái này rất giống mẹ anh. Mẹ anh cũng từng có ước mơ lọ lem được gả cho hoàng tử. Nhưng gả vào hào môn không có nghĩa là sẽ có được kết thúc viên mãn. Cuối cùng, mẹ anh đã ra đi trong tiếc nuối với một khoản tiền lớn. Cha của Jamin đã rất đau khổ vì điều này.
cha Min không muốn đi theo con đường của cha mình. Chính vì thích Jae-jin nên anh mới phải buông tay để cô ấy thực hiện ước mơ của mình. Như vậy cả hai sẽ không phải hối hận cả đời. Dù nói vậy, sau nụ hôn với Jae-jin, cha Min lại nảy sinh tình cảm với cô lúc nào không hay. Hai người chạm mặt nhau ở câu lạc bộ, cả hai đều ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đối phương. Cha Min chặn Jae-jin đang định bỏ đi, chào hỏi cô, cố gắng xua tan bầu không khí ngượng ngùng, còn bảo Jae-jin đừng để tâm đến chuyện hôm qua. Jae-jin không muốn để lộ suy nghĩ thật của mình, liền trêu chọc cha Min, tôi chỉ coi như đã ăn một miếng hải sâm khổng lồ vậy, nhưng chẳng có dinh dưỡng gì cả. Nghĩ đến nụ hôn đầu quý giá của mình bị Jae-jin mô tả là vô giá trị, cha Min như muốn vỡ vụn, nhưng anh không biết rằng Jae-jin từ lâu đã bị nụ hôn của anh mê hoặc. Bên khác, chứng kiến Jae-jin và cha Min hôn nhau, đạo diễn Baek chủ động xuất hiện muốn trò chuyện với Jae-jin. Jae-jin vô tình bị nước nóng làm bỏng, tay đỏ ửng lên một mảng lớn. Đạo diễn Baek lấy đá giúp cô trường lạnh, đồng thời muốn biết mối quan hệ giữa cô và cha Min là gì. Jae-jin thẳng thắn nói rằng cô và cha Min chỉ là quan hệ thuê mướn thông thường, còn việc hai người hôn nhau hoàn toàn là do đối phương say rượu nổi điên. Thậm chí còn ba hoa với đạo diễn Baek rằng có lần khi say rượu, anh ấy từng hôn cột điện ở trong Đam Đông ngay giữa đường luôn. Đạo diễn Baek bị Jae-jin chọc cười, thẳng thắn bày tỏ sự tò mò với cô, muốn đưa cô đến xưởng vẽ của mình xem một thứ. Nói xong, đạo diễn Baek cài lên tóc Jae-jin một chiếc kẹp tóc xinh xắn. Hàng loạt hành động kỳ lạ của đạo diễn Baek khiến Jae-jin hoang mang. Đồng nghiệp bên cạnh nhận ra cha Min có ý với Jae-jin, liền xúi giục Jae-jin đi xác minh suy đoán của mình. Vì vậy, Jae-jin cố tình đeo kẹp tóc xuất hiện trước mặt cha Min, nói thẳng rằng đây là quà của đạo diễn Baek tặng, đối phương còn mời cô đến thăm xưởng vẽ của anh ta. Nghe vậy, cha Min vô cùng kích động, nhưng Jae-jin nhất quyết muốn đi, anh cũng không có lý do gì để ngăn cản. Jae-jin cho rằng đạo diễn Baek đột nhiên đối xử tốt với mình là do nụ hôn của cha Min đã phát huy tác dụng, nhưng đồng thời cũng khiến cô bối rối. Để hiểu rõ lòng mình, Jae-jin muốn hôn cha Min thêm một lần nữa. Nói xong, cô cúi người xuống, bảo cha Min nhắm mắt lại, cha Min ngoan ngoãn nghe lời. Khi khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, cha Min đã làm trái ý muốn, đẩy Jae-jin ra. Sau khi suy nghĩ kỹ, cha Min quyết định mai mối Jae-jin và đạo diễn Baek. Anh bao chọn cửa hàng quần áo chỉ để giúp Jae-jin chọn ra bộ đẹp nhất. Jae-jin nhận ra cha Min không có tình cảm nam nữ với mình, liền thoải mái nhận lời. Trong quá trình thử đồ, Jae-jin đã thay đổi nhiều phong cách khác nhau, từ váy body lấp lánh gợi cảm đến bộ đồ năng động đáng yêu, thậm chí cả áo da cũng mặc thử. Nhưng cha Min không hài lòng với phong cách mà cô tự chọn, cuối cùng đã đích thân chọn vài bộ đồ đẹp cho Jae-jin mang về nhà. Quần áo cha Min tặng chất đầy hàng ghế sau xe taxi, trong đó có một chiếc túi đựng một tấm thiệp. Cha Min hy vọng phong cách ăn mặc kỳ quặc của Jae-jin chỉ được thể hiện trước mặt mình, nhưng thực ra những bộ Jae-jin chọn lúc đầu đều là chọn bừa. Cô cảm thấy không cần phải ăn mặc chỉnh chu vì đạo diễn Baek. Đến ngày Jae-jin gặp đạo diễn Baek, cha Min như ngồi trên đinh trông ở câu lạc bộ. Nghĩ đến việc Jae-jin rất có thể sẽ hôn đạo diễn Baek, anh bỗng chốc hoảng hốt, lấy điện thoại định gọi cho Jae-jin, kết quả lỡ tay gọi cho một nam nhân viên đang nghỉ phép. Khi hai người đang trò chuyện, nam nhân viên nói đến đạo diễn Baek là một kẻ lãng tử nổi tiếng lăng nhăng, là khách quen của các quán bar, chuyên tán tỉnh các cô gái xinh đẹp. Nghe đến đây, sắc mặt cha Min xa sầm, vội vã ra ngoài tìm Jae-jin. Về phía Jae-jin, cô đang thưởng thức món ngon do chính tay đạo diễn Baek nấu. Đạo diễn Baek không ngừng bày tỏ tình cảm với Jae-jin, còn muốn mời cô làm việc cho mình. Vừa nói, đạo diễn Baek vừa tiến lại gần Jae-jin, nhìn cô bằng ánh mắt si tình, bày tỏ với cô. Thấy đối phương cúi người xuống, Jae-jin hít một hơi thật sâu, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đúng lúc này, anh trai của đạo diễn Baek từ phía sau ghế sofa thò đầu ra, khiến hai người giật mình. Đạo diễn Baek hoàn toàn không biết chuyện anh trai mình ở nhà mình. Người anh tham lam vô độ, thường xuyên tìm đến đạo diễn Baek để xin tiền. Lần này, vì Jae-jin có mặt nên đạo diễn chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh trai đi. Người anh không xin được tiền, liền mỉa mai đạo diễn Baek thực chất chỉ là một nhà văn quèn, trước đây kiếm sống bằng cách viết tiểu thuyết đam mỹ dành cho phái nữ. Đạo diễn Baek âm thầm chịu đựng lời chế giễu của anh trai. Jae-jin không nhịn được nữa, liền chỉ ra anh trai mới chính là con đỉa đói, chỉ biết moi tiền. Dù sao thì đạo diễn Baek cũng đã tự mình phấn đấu để đạt được thành công, hoàn toàn không cần phải xấu hổ vì quá khứ của mình. Sau đó, đạo diễn Baek sĩ diện liền nhờ Jae-jin giữ bí mật, đừng nói cho ai ở câu lạc bộ biết chuyện anh từng viết tiểu thuyết đam mỹ. Jae-jin đồng ý ngay, nhưng hy vọng đạo diễn Baek có thể học cách chấp nhận con người thật của mình, bước ra khỏi quá khứ. Sau khi Jae-jin rời khỏi căn hộ của đạo diễn Baek, cha Min đã ở cách đó không xa. Thấy Jae-jin rời khỏi nhà đạo diễn Baek chưa được bao lâu, nghĩ rằng chắc là không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, cha Min đến sớm hơn cả nhân viên, suy nghĩ xem lát nữa nên chào hỏi Jae-jin như thế nào, tiện thể hỏi han chuyện cô gặp đạo diễn Baek. Ai ngờ Jae-jin chỉ lạnh nhạt chào anh một câu chào buổi sáng rồi thôi, không thèm để ý đến anh nữa. Cha Min ấm ức trong lòng, đúng lúc vị hôn thê Jan A lại đến gây chuyện. Cô ta nghe nói chuyện cha Min hôn Jae-jin, liền nói với Jae-jin rằng cô ta và cha Min đã cá cược với nhau để cha Min giúp Jae-jin câu được một anh chồng giàu có. Nên hôm đó cha Min hôn Jae-jin chỉ đơn thuần là coi Jae-jin như một món đồ chơi thú vị. Jan A vốn tưởng rằng Jae-jin sẽ bị đả kích vì điều này, ai ngờ Jae-jin lại nói, ai nói tôi là đồ chơi của anh ấy. Tôi cũng thấy rất vui, anh ấy hôn giỏi đấy chứ. Cha Min để ý thấy Jae-jin có vẻ mất tập trung, liền bước tới quan tâm cô. Jae-jin cố tình giữ khoảng cách với anh, không cho anh sắc mặt tốt. Đang trong lúc tức giận, Jae-jin không muốn có bất kỳ liên hệ cá nhân nào với anh nữa. Đúng lúc này, hai người chú của Jan A nghe nói Jae-jin bắt nạt cháu gái mình, quyết định cho Jae-jin một bài học. Hai người chặn Jae-jin vừa tan sở,
ép cô lên xe chở đi. Người bạn vốn hẹn Jaejim đi ăn cơm cùng, đợi mãi không thấy cô đâu, liền tìm đến câu lạc bộ, đúng lúc gặp Jamin. Jamin biết tin Jaejim mất tích, đang lo lắng không biết cô đi đâu, lại nhớ đến lời cô nói không cần anh quan tâm nữa, đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Jaejim bị hai người chú của Jan A bắt cóc. Nhân lúc hai người ra ngoài, Jaejim gọi trợ lý ảo của điện thoại thông minh, yêu cầu trợ lý ảo giúp đỡ gọi cảnh sát. Trợ lý ảo nghe không rõ, tự động gọi lại cho số vừa gọi nhỡ, cũng chính là điện thoại của bạn Jaejim. Người bạn bắt máy, Jamin nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Jaejim từ đầu dây bên kia, còn nói mình bị bắt cóc, vội vàng giật lấy điện thoại, hỏi Jaejim đang ở đâu. Jaejim nhìn quanh, chỉ đoán được đây là một nhà máy bỏ hoang có mùi rượu gạo. Jamin lập tức ra ngoài, lái xe lao đi như bay. Trong lúc tra hỏi Jaejim, hai người chú vô tình để lộ quan hệ giữa mình và Jan A, trách móc Jaejim quyến rũ Jamin khiến Jan A đau lòng. Nếu Jaejim muốn bình an vô sự trở về nhà, phải viết một bản cam kết rời khỏi câu lạc bộ Thiên Đường trong Nam. Jaejim không muốn mất việc, từ chối yêu cầu của hai người. Hai người chú liền hù dọa sẽ cạo chọc đầu cô. Vào thời khắc quan trọng, Jamin xuất hiện như một vị thần, một mình đến cứu Jaejim. Hai người chú nghĩ Jamin chưa quen biết mình, liền ra tay đánh ngất anh trước. Không ngờ Jamin lại ra tay rất nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục được cả hai. Giải quyết xong bọn bắt cóc, Jamin ôm chặt Jaejim vào lòng, thấy cô bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm.